một buổi đầu tuần à, em sẽ like buổi sáng ha và em sẽ update tình hình thị trường cho anh chị à, những diễn biến à, trong cái tuần vừa qua và cái view à, trong thời gian sắp tới nó sẽ diễn ra như thế nào à, và anh chị cũng thấy là ngày hôm nay ở thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang ở vùng giá đó là 69 168 đô ha thì giống như là cái view à, được đợt chứ em phân tích ha thì em sẽ cùng anh chị à, xem lại cái biểu đồ quen thuộc của chúng ta À, và có những cái update trong thời diễn sắp tới nó sẽ như thế nào à, và cái chủ đề ngày hôm nay đó là uh, liệu rằng uh, có season đã bắt đầu hay chưa ha Rồi em sẽ uh, uh, mình sẽ quay lại cái biểu đồ quen thuộc của chúng ta ha uh, rồi em sẽ chia sẻ màn hình Ok uh, và đây là cái biểu đồ quen thuộc uh, à của chúng ta thì trong những buổi live lần trước thì em có chia sẻ anh chị là cái view của em à, Bitcoin sẽ lên tới vùng 68.500 à, và tới thời điểm hiện tại thì Bitcoin nó đang ở cái vùng đó là 69.000 à, 69.000 à, rồi thì à, sẽ có à, những cái à, thay đổi ở trong cái biểu đồ này à, thì mọi người à, sẽ thấy là à, khi mà nó nó đang cố gắng uh, test lại cái đỉnh cũ thì em thấy ở vùng giá này nó sẽ có một cái sự điều chỉnh nhẹ trước khi mà nó sẽ tăng tiếp ha uh, có thể là bitcoin nó sẽ lên tới bảy mươi hai đô hoặc là nó cũng có thể là nó đi đi thẳng lên tới vùng này luôn à nó test lại cái đỉnh cũ uh, test lại cái đỉnh cũ rồi sau đó nó mới điều chỉnh à. nhưng mà anh chị không sao cả à, cái view của mình vẫn là đi lên ha nó không phải là cái view đi xuống nên là anh chị có thể yên tâm và nếu mà anh chị để ý thì ở đây ha nó cũng đã xác nhận là cái xu hướng à, xu hướng của bitcoin nó đã nó đã bị phá vỡ cái xu hướng giảm đã bị phá vỡ rồi à, và nó đang ở trong một cái xu hướng tăng à, nên là mọi người có thể là yên tâm à, yên tâm về cái à, tín hiệu của thị trường à, đang rất là tốt à, nên là cái view này thì nó nó cũng cũng đang à, là cái view tăng À nên là mọi người có thể liên tâm và rất là nhiều những cái đồng an coi nó nó tăng trưởng đúng không thì trong những cái video lần trước em luôn nói với anh chị là sao là anh chị có đang hô những cái đồng coi nào nó chưa tăng thì đơn giản là anh chị có thể là lựa chọn những cái đồng coi đó để anh chị ôm à và có rất là nhiều những cái đồng anh coi nó đang bay rồi tại vì thị trường á, nó không thể nào nó phân bổ vốn hóa một lúc à, nó bơm hết toàn thị trường được mà nó phải bơm xây vòng nên là anh chị sẽ để ý những cái tín hiệu của thị trường ví dụ như là bitcoin và ethereum nó sẽ bay trước à sau đó là tới những cái đồng uh, an coi nằm trong top 10, top 20 rồi sau đó nó lại đẩy dần uh, những cái uh, dòng coin vốn hóa thấp hơn để kéo cái thị trường lên và trong tuần vừa qua thì anh chị sẽ hãy có những cái tin tức đặc biệt ở trong thị trường nó diễn ra à, và trong những live em cũng đã nói rồi uh, giống như là wcoin uh, coi thì uh, coi đổi tên à wo coi đổi tên nó không còn là chữ coi nữa mà nó à, đổi nó chỉ là chữ vua thôi. Thì nó sẽ muốn mở rộng hơn ha. Thì chữ wo ở đây nó là thế giới ha. Thì anh chị cũng thấy là uh, wo coi nó cũng có một cái sự tăng trưởng nhưng mà nó không tăng trưởng đáng kể so với là là AB. Thì AB thì anh chị cũng biết là họ cũng ra mắt AB chen. Uh, nó có một cái cú tăng trưởng uh, ngày hôm qua hơn 100%. Thì bây giờ tới thời điểm hiện tại nó vẫn vẫn đang À, đang ở vùng giá là 1.46. thì khi mà anh chị nhìn vào những cái uh, đồng đồng coi á mà nó ra mắt từ năm 2021, 2022 và nó đã tạo đáy rồi thì bắt đầu bắt buộc nó sẽ tăng uh, thậm chí là đi qua điếc thì lý do mà AB nó tăng thì là AB chain ha, nó cũng ra mắt uh, uh, meme coin. thì anh chị có thể là tham gia trên mạng lưới của AB bằng cách uh, anh chị lên sàn, anh chị mua cái đồng token AB và sau đó anh chị uh, sử dụng anh chị chuyển về ví metamask mạng erc20 sau đó anh chị sử dụng stake để anh chị rít qua để anh chị tham gia vào uh, mạng lưới uh, của ab thì uh, cái lý do ab nó tăng uh, là thứ nhất đó, là nó ra mắt cái chen và thứ hai nữa là cái đồng ab nó là một cái đồng token uh, native ha uh, là để sử dụng làm phí gas trong mạng lưới của ab chen uh, nó cũng khác với những cái dự án làm về layer 2 khác thì ở trong mạng lưới của Apache thì nó sẽ sử dụng là AB để làm phí gas thì khi mà mọi người muốn tham gia về hệ sinh thái của AB, thì chắc chắn là mọi người phải sử dụng AB để làm phí gas rồi nên là cái nhu cầu của mọi người sẽ nhiều nên là cái giá nó tăng là hết sức bình thường và cái target của AB nó không không chỉ là ở cái vùng này đâu nó phải lên tới vùng 5-6 đô nó mới là hợp lý thậm chí là khi mà cái dòng tiền FOMO vào hệ sinh thái của AB chain thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là là nó sẽ còn tăng giá nhiều hơn nữa thì cái lý do á, là thứ nhất á, là AB chain á nó là một cái blockchain của của hệ nhà giàu thì anh chị cũng biết là cái bộ sưu tập Border F ha uh, Border ép cái bộ sưu tập Border ép là một bộ con khỉ á thì những cái NFT đó chị rất là giá trị nhưng mà cái hội đó cái hội để để được tham gia với câu lạc bộ du thuyền anh chị cần phải sở hữu uh, một NFT nhưng mà cái hội đó đu đỉnh rất là cao ở trong mùa uh, mùa trước thì NFT nó đẩy giá từ vùng là 0 chấm 0 chấm mấy e mà lên tới là vài trăm e một một cái NFT và bây giờ nó chỉ đâu đó quanh đâu đó khoảng là 10 tới 12 uh, 12 e một một NFT nhưng mà thời điểm đó NFT nó là NFT nó nó lên tới con số là tới vài ngàn đô nhưng mà tới thời điểm hiện tại á là một NFT, một Ethereum nó đâu đó khoảng khoảng 3.000 đô thôi. thì thực sự là uh, những cái người mà họ đu NFT rất là nhiều nhưng mà hồi đó rất là giàu anh chị hình dung câu chuyện nó là như vậy. thì uh, cái lý do đó, nó tăng trưởng ngoài cái yếu tố nó nó là một cái hệ sinh thái dành cho nhà giàu thì uh, tu cần của nó cũng áp dụng để làm phí gas nên là khi mà cái hệ sinh thái đó bùng nổ thôi, cái dòng tiền đổ vào nhiều thì chắc chắn là nó sẽ đốt đốt rất là nhiều tô canh đốt rất là nhiều AB nên là AB tăng giá đó chuyện hết sức bình thường mọi người có thể nhìn vào cái biểu đồ của AB khi mà nó mới ra mắt á, nó là con số hai mươi mấy đô lận. nó không phải nó không phải là một cái vùng giá thấp đâu anh chị nhìn rồi đó là 27 đô thì anh chị thấy cái đáy của nó là 0 chấm không năm đô thì anh chị thấy là nó chia bao nhiêu lần nó chia rất là nhiều luôn và thậm chí có những cái người bạn của em á họ đu AB rất là cao luôn và tới giờ để chờ về bờ thì khả năng nó sẽ rất là lâu thậm chí là là không thể tại vì ở vùng giá này nó quá cao thì để AB nó tăng trưởng lên cái đỉnh cũ á, thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng là hơn 10 lần 15 lần à, anh chị có thể xem cái mức vốn hóa của AB thời điểm hiện tại á, thì nó đâu đó loanh quanh hơn 1 tỷ đô à, đây anh chị có thể nhìn nhìn ha Uh, thì AB ở vốn hóa 1,1 tỷ đô thì so với cái mức định giá của cái một cái hệ sinh thái và uh, của những cái uh, đội ngũ của những cái cộng đồng uh, toàn nhà giàu không á thì con số này em thấy nó uh, nó còn khá là bé thì AB chen ra mắt với mục đích á đó là để cho mọi người á uh, mini FT với cái phí gas rẻ hơn Ethereum À, để hỗ trợ hệ sinh thái thì bên cạnh đó anh chị vẫn có thể là tham gia vào hệ sinh thái của AB Chen để có cơ hội nhận Europe anh chị có thể là tham gia trong hệ sinh thái đó anh chị miniety nè, anh chị săn memcoin nè, đó, để anh chị có cơ hội nhận được Europe ha. Đó thì không biết là nó có irops trong tương lai hay không nhưng mà em nghĩ là một cái hệ sinh thái lớn như vậy thì biết đâu nó vẫn sẽ có khả năng Europe ha. Nên là mọi người à, có thể là bỏ cái chi phí đâu đó khoảng là 15 20 đô gì đó để mình có thể là tham gia vào hệ sinh thái đó thì cái phí gáp để rig từ Ethereum qua bên AB á thì nó đâu đó khoảng là 14 15 đô. ngày hôm qua thì em cũng đã tham gia vào hệ sinh thái của AB rồi. nhưng mà vào thời điểm đó thì anh chị có thấy là trong đây cái bảng xếp hạng của AB Chain cái đồng Cutis nè, đâu đó khoảng là cáp vài 30 mấy 40 triệu cơ. Nhưng mà bây giờ chỉ còn là 9 triệu hay là đồng Bored nè, Uh, Bored ngày hôm qua nó đâu đó khoảng ba mấy triệu luôn, đây uh, hai mấy triệu thôi. Thì ngày hôm nay đang có sự điều chỉnh và hầu hết tất cả những cái đồng coi ngày hôm qua, ngày hôm nay nó đều có điều chỉnh cả. Uh, hay là mua tiếp ngày hôm qua là một triệu đô thì bây giờ cáp chỉ còn 300.000 đô thôi. À, nên chị có thể là tham gia và nên chị săn ở những cái dự án ví dụ như là Cooptit đi. Cooptit nó là một cái uh, dự án hiện tại đang là tốt, tốt ở trên uh, hệ sinh thái của của AB -Chain, nên là anh chị có hay là nắm giữ những cái đồng meme coi tốt như vậy thì kiểu gì nó cũng sẽ đẩy lên các vài trăm đô thôi, vài trăm vài trăm triệu đô thôi nên là anh chị có thể là nghiên cứu về những cái đồng coi meme coi ở trong hệ sinh thái của của AP và em cũng có viết cái bài phân tích ở trên Twitter hướng dẫn như thế nào để tham gia anh chị có thể là là theo dõi hay là anh chị follow vào telegram của đầu tư tiền tử nên anh chị có thể là đọc cái hướng dẫn đó nó cũng rất là đơn giản thôi là anh chị chỉ cần là à, rút AB ở trên à, ở trên Ok là rẻ nhất Ok là phí là rẻ nhất ha anh chị đâu đó khoảng mất là một cái hai cái đồng AB thôi Rồi sau đó là mình cần phải là cho là 20 đô tiền phí gas ở trên mạng lưới Ethereum à nên chị à, lưu ý về hai vấn đề đó à, rồi à, thì có một cái bạn hỏi em ở đây ha à, xem dùm Merlin à, có thể là đạt. ATH à, 6 đô trong mùa này hay không à, Merlin là layer 2 của của Bitcoin thì cái hệ sinh thái đó ra mắt á, thì thời điểm đầu á, mọi người đang rất là là cuốn hút về cái hệ sinh thái đó nhưng mà sau đó thì sao cái hệ sinh thái đó càng ngày càng hiểu và không ai quan tâm tới luôn à, và bây giờ nó đang phân mảnh ở trong layer 2 của Ethereum á, nó nó đang có rất là là phân mảnh thứ nhất đó là à, là BRC20 rồi thứ hai đó là mơ uh, Merlin Chain rồi thứ ba rất là nhiều những cái dự án làm về lay hai của Bitcoin như là bit uh, Bitlayer rồi uh, uh, nói chung khá nhiều á khá nhiều dự án làm về lay hai trên Ethereum nhưng mà Merlin vào thời điểm đó thì các cá mập bỏ tiền vào trên Merlin rất là nhiều luôn à, nhưng mà thì anh chị lưu ý cho mẹ á đó là mình lên để ý để nắm giữ những cái đồng coi tốt à, thì trong Merlin Chain thì cái đồng token nomic của nó là Merlin rồi nên là cứ nắm giữ thôi à, đó nên là có thể là yên tâm về cái đồng Merlin Ờ à, rồi Stacknet ha một bạn hỏi về Stacknet thì đơn giản là Stacknet thì nó không phù hồi quá nhiều nhưng mà mọi người hình dung cái câu chuyện á khi mà thị trường đi lên á thì đồng nào cũng đi cả nhưng mà nó tăng ít hay tăng nhiều đối với những cái đồng layer hai ở thời điểm hiện tại á thì nó chưa có cái câu chuyện quá cuốn hút tại vì dòng tiền á mùa này nó sẽ rất khác cái mùa trước đó là nó phân mảnh đi rất là nhiều trên thì mọi người thấy là trên son nè, ở thời điểm hiện tại son là là thu hút dòng tiền nhiều nhất, đúng không? Thì mọi người muốn kiếm tiền thì mọi người lên son. Nhưng mà cái câu chuyện á ở đây á để kiếm tiền trên son thực sự nó không hề dễ anh chị, nó rất là khó. Nên là mình cần phải lựa chọn cái tiêu chí đầu tư như nào cho nó phù hợp đó và em cũng khuyên mọi người là đừng có mang cái tư thế tâm thế là à, mua sổ số, số hay là làm giàu nhanh mọi người có thể là lựa chọn ra một đâu đó một vài những cái dự án mọi người tâm đắc để mọi người hô ha thậm chí là miêu coi cũng được nhưng mà mọi người phải phải tâm đắc và thứ hai nữa là nó phải có lịch sử dài để sao để khi mà mình mua vào những đồng coi đó mình xác định nó là à nó có yếu tố để nó tăng giá chứ không phải là ngày hôm nay lên những ngày trên đấy đó săn những meme coi thật sự là anh chị càng trên thì sẽ càng bị cuốn nhưng mà càng bị cuốn là cuốn ở đây nó sẽ là con bạc à, nên là mọi người những câu chuyện như vậy nếu mà mọi người có mua startnet cũng được không sao cả nó là một cái đồng coi nền tảng à có thể là nó không bay nhanh bằng meme coi thật nhưng mà nó có cái yếu tố an toàn thì tại vì mọi người thấy là ở thời điểm mùng giá nó không sẽ giảm sâu nữa nhưng mà anh chị đi mua meme coi á là anh chị mua xong là coi như là tài khoản nếu mà anh chị chọn không đúng con á thì chắc chắn là anh chị sẽ bị mất tất cả và thứ hai nữa là nếu mà nó có tăng nhiều thì liệu rằng mình có gồng được hay không <laughs> thì cái cuộc chơi miêu coi á nó sẽ dành cho những nhà giàu là sao là những cái người mà không có suy nghĩ tới tiền à tao thích tao bỏ tiền tao bỏ vài chục đô hay là một hai trăm đô tao vào mua cái đồng coi này à nhưng mà à, không bao giờ à, có cái câu chuyện đó xảy ra cả tại vì những cái người mà Uh, lên khoe là ăn á thực sự á có thể là ăn được một vài con nhưng mà cái BNL thực sự nó không phải như vậy uh, nó cũng như là future thôi à chưa chắc đã gồng được như vậy ha, à, nên là về cái mặt tối của meme coi anh chị cũng hình như câu chuyện đó là như vậy ha nên là mình vẫn uh, em khuyên anh chị là là meme coi á nó đang tạo cho anh chị cái sức hút đó là làm giàu nhanh nhưng mà thực sự á là con để, để kiếm được tiền trong thị trường á thì uh, chủ yếu là đép sẽ kiếm được rất là nhiều còn để mình người chơi mình kiếm được dài hạn nó sẽ rất là khó ha đừng có nghĩ là cái câu chuyện đổi đời có thể anh chị bỏ ra một vài những cái đồng coi mình chỉ thấm đắc thôi đừng có cuốn vào cái trò đó làm gì cả để tránh bị mất tiền ha rồi uh, ngoài ra thì em khuyên chị là nên suy nghĩ là à, làm giàu chậm thôi mình lựa chọn những cái đồng coi từ 2021 2022 á thì uh, nó vẫn là những cái đồng coi tốt À, và nó có cái tính ứng dụng thực tế hay làm về blockchain layer one layer hai à, đó để cho anh chị có thể là nắm giữ thì nó sẽ an toàn hơn là anh chị đi mua những cái đồng coin coi à, rồi thì với stacknet thì cứ yên tâm đi nếu mà ở vùng giá này thì nó đang phục hồi theo thị trường à, nó chưa bay nhiều thôi nó chưa bay nhiều chứ không có nghĩa là nó không bay nhiều à, mọi người hình dung của công trình nó là như vậy thì mọi người thấy là đùng một phát giống như là abe đi đùng một phát là nó ra cái trend uh, mới một phát là nó nó bay tiếp này đó ngày hôm nay bay tiếp và em nghĩ đâu đó nó phải lên tới với vùng là 2.6 rồi lúc đó nó mới ngừng lại nó điều chỉnh nha rồi uh, bị hát hết ARB khi xài RD trước thêm một trend Ờ, uh, thì ra uh, Radian, Radian em nói rất là nhiều rồi Tại vì thời điểm khi mà Radian nó mới ra mắt Em nhớ, em nhớ không nhầm nha Em nhớ không nhầm thì em có làm một cái video về Radiant hay có một bài bài, bài về và radian tại vì những cái dự án mới em vẫn khuyên anh chị nếu mà anh chị nào theo dõi em thì em, em chị sẽ biết là cái phong cách đầu tư của em như thế nào là đối với những cái dự án mới listing thì em sẽ không quan tâm làm gì cả tại vì cái lý do là là những cái dự án mà nó mới listing thì chắc chắn nó sẽ giảm rồi à, nên là à, hầu hết radian lúc mới ra mắt đó, cộng đồng Việt Nam siêu rất là nhiều à, và mọi người đu ở vùng giá nó khá là cao đó nên là mọi người những câu chuyện là bây giờ mọi người phải thay đổi cái tư tưởng và cái phong cách của mình mọi người đừng có nghĩ là mùa này nó sẽ đẩy coi đẩy coi mới và nó không đẩy coi cũ mọi người hãy nhìn cái câu chuyện là những cái coi mới mọi người mua nó sẽ đẩy được bao nhiêu nhìn lại cái câu chuyện á là những cái dự án tăng nhiều nhất á, là những cái dự án nó được uh, tạo ra ở trong giai đoạn down trend và sau đó tới up nó sẽ bùng nổ đó chứ không phải là những cái dự án mà uh, coi mới coi mới nó sẽ chỉ dành mùa trước á. coi mới nó bơm đó là những cái người mà mua ido mua ray vì à, đi những vòng xích round thì được ăn to tại vì mùa đó là định giá của một dự án đâu đó vài chục triệu đô thôi thì khi nó đánh lên vài tỷ tới vài chục tỷ á, thì các quỹ đầu tư họ được ăn nhưng mùa này á thì cái câu chuyện nó khác là những là những cái dự án đình đám những dự án xịn đó, nó nó định giá đâu đó là vài vài trăm triệu đô tới vài tỷ đô rồi nên tới khi listing đó, những cái người đi ra về sale á họ cũng trả ăn được bao nhiêu cả nên là mọi người phải hiểu cái câu chuyện nó là như vậy ở mỗi một mùa nó sẽ có những câu chuyện khác nhau và những cái cách đánh khác nhau à, không phải là mình à, có thể là dựa vào những cái yếu tố lịch sử nhưng mà anh chị phải hình dung á sẽ có rất là nhiều những cái dự án tốt À, nó được đầu tư bài bản ở trong giai đoạn đau trên nó vẫn phát hành token nó vẫn ra mắt à, rồi nó vẫn erode cho cộng đồng rất là đẹp rồi sau đó là tới thời điểm hiện tại nó phát triển giống như là xui chẳng hạn hay là áp tốt đó là mọi người những câu chuyện nó sẽ là như vậy à, còn bây giờ những những cái dự án mới thực sự nó rất là khó để để mình có thể là ở đầu tư vào đó với cái phong cách đầu tư của em thì nó nó là như vậy à, còn mỗi người sẽ có một cái cách đầu tư khác nhau à, rồi Uh, phân tích celo, celo thì em nói rất là nhiều à mua celo thì em nói rất là nhiều trong những buổi like lần trước à, lúc mà nó chưa bay và tới thời điểm hiện tại thì nó đang ở vùng giá là 0.82 đô. Uh, thì em các buổi like trước là em nói là mua celo sẽ có ô tô đó Nên là target của celo nó vẫn sẽ uh, khá là ổn đó. Uh, đâu đó khoảng uh, thì thời điểm hiện tại là 0.8 thì nó lên tới 5 đô là bình thường thậm chí là nó quay lại cái ô 2 của nó đâu đó khoảng 8 đô tám chín đô là bình thường ha nó cũng không giảm quá nhiều, Celo là đồng coi trong mùa này không giảm quá nhiều, nên em nghĩ tới cái tính tương đối của Celo thì thực sự nó nó sẽ quay lại định cũ thôi, à, quan trọng là mình uh, hold được hay không, và cái hiệu suất của Celo trong mùa này nó cũng khá là tốt, à, không có gì cả, không gì phải lo lắng, rồi thêm là Optimism, uh, Optimism thì nó cũng là layer 2 ở trên Ethereum thôi à, và đồng token của nó em nói rồi nó không có tính ứng dụng gì cả nó chỉ dùng để trả lãi cho các quỹ đầu tư và dùng để vote à, biểu quyết thôi à, nên là để tăng giá thì nó cũng sẽ không tăng nhiều và thậm chí là ngay cả cái hệ sinh thái của Optimism đó, nó cũng chả có gì cả à, các dự án nó cũng không ra gì đâu à, nên các bạn có thể sẽ thấy là à, Ôm nó thì vẫn có lời thôi Nhưng mà quan trọng lợi ít hay lợi nhiều Đó là tùy lòng tham của anh chị và cái độ may mắn Nhưng mà Optimism thì em đánh giá không cao So với là chân à, Rồi à, CRV đang ở đáy hôm mùa này ổn không à, CRV thực sự á, là mùa trước á, là đáy hay đỉnh á, Thì CRV nó không được bơm nhiều à, Thực nó không được bơm nhiều Mọi người nhìn Nhìn biểu đồ của CRV á. À, CRV là một cái kỷ niệm đối với em Tại vì thời điểm đó em mua đâu đó khoảng là 0.4 đô à, thời điểm đó là 2020 à, nó là kỷ niệm kỷ niệm của em à, về cái đồng CRV à, thời điểm đó nó về đáy à, về đáy về vùng 0.4 độ 0.4 đô thì em mua nhưng mà lúc đó em cưới vợ anh chị em cưới vợ và em bán hết ở cái vùng đó đâu đó Hồi đó mới có 300 đô thôi Tại đó không có nhiều tiền hai thì lúc đó không có thực sự không có nhiều tiền anh chị thì em bán hết được 300 đô em ra mua cho vợ em được cộng dây chuyền à, thầy, lúc đó em cưới vợ thì em bán được 300 đô, em ra mua cho vợ em cộng dây chuyền đó thì bán sau đó thì anh chị thấy là CRV nó bay đúng không bay lên 6,8 đô à, nhưng mà mùa này thì CRV đang đáy cũng được không sao cả À, nói chung thì CRV nó dính dáng quá nhiều tới vụ H à, Nhưng mà vùng này thì ổn Thì nó vẫn là một cái dự án tốt về DeFi à, Anh chị nắm giữ được giá đáy rồi. Nó nó không tăng trưởng nhiều so với những cái đồng coi khác thôi à, Nhưng mà xét về vốn hóa thì CRV ở thời điểm hiện tại nó cũng à, không quá cao Cấp khá là thấp à, Đẩy lên cấp 3 tỷ hay là 6 tỷ thì mình nghĩ nó phù hợp Ờ à, rồi về NS NS là về tên miền ở trên Ethereum serum à, thì thời điểm hiện tại nó đang là đâu đó 19 đô ha. à. ở đợt trước thì nó cũng tăng lên là 34 đô à, thì về NS à. à, về NS thì thực sự là ở thời điểm hiện tại á à, Thứ nhất là vốn hóa của nó cũng không quá cao nhưng mà để tăng giá mạnh á, thì em nghĩ nó chưa có đầy đủ những yếu tố để giúp ai có thể tăng trưởng đâu đó thì giá này có thể là lên tới tới 60 đô 70 đô thôi à, nó cũng không quá cao đâu à, rồi DYDX đi à, để lên 20 đô à, để có thể không à, à Thật sự là ở trong crypto quá chuyện gì nó cũng có thể xảy ra và cái yếu tố ngày hôm qua DYDX nó tăng trưởng á DYDX tăng trưởng thì em thấy là nó cũng có yếu tố có yếu tố tăng trưởng là các các dự án phát triển từ năm 2022 tới thời điểm hiện tại nó có những cái tin tốt giống như là DYDX nó là một cái sàn future và thứ hai nữa nó cũng là ra một cái blockchain riêng a, nó đã có đầy đủ những yếu tố và thứ ba nữa là vốn hóa của nó ở thời điểm hiện tại nó đang đâu đó khoảng 1 tỷ đô đúng không DYDX một tỷ hơn một tí À, chưa tới 1 tỷ đô thì nó đẩy lên là chuyện hết sức bình thường ha nó nó sẽ bây giờ mùa này nó nhiều chen quá dòng tiền nó bị phân bổ nhiều nơi nhưng mà đi qua đĩa mọi người nó là một hàng ngày giàu nó là một sàn đất khá là nổi tiếng rồi nó ra cái lóc trên riêng à, thì vùng giả này nó đang thì em thấy nó đâu đó nó phải lên tới cái vùng gần nhất à, gần nhất sẽ là 4,5 đô còn xa thì nó sẽ lên tới 10 đô lên tới 10 đô á, ở vùng này cấp 10 đô thì nó nó chưa được 10 nó chưa được 10 tỷ đô thì em nghĩ nó hợp lý ha à, em nghĩ nó là hợp lý thực sự nếu mà thị trường tăng trưởng thì con số 10 đô thì nó rất bình thường à, em nghĩ là vùng giá đó nó hợp lý ở vùng giá hiện tại thì nếu mà anh chị có hay nắm thì anh chị vẫn mua được với mức giá 1.2 của đi qua bây giờ nó đang được định giá thấp nó nó là nay tiếp tôi cần ha thì uh, có một bạn hỏi nói là Loka là mạng game rồi quỷ khủng mà mình thấy vốn hóa có 30 triệu uh, thì đây nha uh, Loka lô trước một chiếc đỉnh là 5 đô đỉnh là 5 đô À, được trước kỳ vọng ta ghét hơi cao nhưng mà sau đó bị gãy tren à, thì bây giờ mình làm lại trên thôi à, thì loca là một dự án có anibukaren đầu tư nè có bayne Lab đầu tư này à, bạn last Spot trên bài nó đầy đủ hội tụ đầy đủ những yếu tố nhưng mà về game á mọi người hình dung á à, nếu mà anh chị chơi um, clash of clan hay là Rise of kingdom á thì anh chị sẽ thấy là à, nó khá là giống clash of clan à uh, thì uh, những cái tự game như vậy đó, nó không có cơ chế về ơn Ơn rất là ít. Nên là mình thấy uh, nó chưa đẩy. Nó chưa đẩy nhưng mà trong suốt vài năm qua nó cũng đẩy nó cũng trả lại cho các quỹ đầu tư rất là nhiều. Mọi người có thể check thông tin thêm ở trên Ritual Run nè. Ritual Run là xem là ở uh, loca nó nó huy động vốn như thế nào. nè Thì trong mùa trước đó, là cả hầu hết á hầu hết là các dự án nó huy động vốn và một con số nó khá là khiêm tốn giống như là dự án lục liquid of kingdom nè là ray được 7 triệu đô đó thì các quỹ đầu tư nè mọi người thấy nè giống như là tới vùng giá vùng giá là tới vùng giá nó listing à cái ô trăm hai là ít 33 lần IEO ở trên bài nên Ờ, rồi cái vòng Seed ray right, 3 triệu đô nè từ A16Z nè là ít 50 lần tới thời điểm hiện tại cái giá của nó là chỉ ít 2 so với cái vòng Seed Round thôi thì mình thấy là nó phù hợp nếu mà bạn muốn nắm giữ trong dài hạn thì đây là một dự án được bán là Sport ở trên bài nên ờ, cái volume cái thanh khoản của nó cũng khá là ổn ở đây thanh khoản của nó khá là ổn À, thì nếu mình đã đẩy lên đẩy lên 300 triệu thì mình thấy nó cũng không không quá khó đâu hay mọi người thấy là volume nè volume một ngày vẫn 12 triệu à, thì mình đã nói là sẽ tùy theo cái phân khúc đầu tư của mọi người mà sẽ người mọi người sẽ chia ra làm ba loại à, là tốt những cái dòng coi tốt là là mình phải bỏ số tiền nhiều và thứ hai là những cái dòng coi tầm trung và thứ ba là những cái dòng lao cáp như vậy lao cáp như vậy thì nó sẽ uh, cho anh chị được cái cái mức uh, lợi nhuận nó nhiều hơn thì anh chị chỉ cần là lên bài nên anh chị kéo xuống uh, anh chị chọn lọc cái mức vốn hóa uh, dưới 100 triệu rồi sau đó mình mình tìm thôi đây market cap này uh, market cap là từ uh, từ 5 triệu đúng không 5 triệu này 5 triệu nè, tới 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 80 triệu đó thì anh chị lựa chọn ở đây ha rồi anh chị nhấn vào đây là nó sẽ hiển thị ra những cái dự án nào có cái mức vốn hóa như vậy để cho anh chị có thể là uh, tìm những cái dự án tốt giống như là hai file nè reward set cấp 77 triệu nè đó thì tìm những dự án trên bài nen hay là OST nè 74 triệu nè ORN nó mới đổi tên nó mới đổi tên thì cáp cũng 74 triệu hát lao đó will why the war why the world? hình như không có trên bài Nen, rồi hay là radian mới bị hát ha thì bỏ đi những cái dự án như vậy thì bỏ đi đó mình có thể lựa chọn hay là level file này level bài nên nè hay là nfp nè nfp thì bỏ đi ha dự án mới gần đây lom nằm trong danh sách delete bài Nen. đó mọi người Alista nè 69 triệu nè là như như là dự án là dự án mới đó mọi người có thể lựa chọn hay là Ben Quy à, Benway là một cái dự án làm về lending borrowing ở trên uh, Avac, Avax list bài nè hay là Akala nè Akala cap 68 triệu nè đó thì mọi người có thể lên đây mọi người lựa chọn những cái dự án ở trên bài nên làm sao phù hợp với cái tiêu chí đầu tư của mọi người là được thì em thấy nó cũng hợp lý à hay là bóc là về game file nè đó start get nè mọi người mọi người có thể là lên đây mọi người uh, tìm ha à, đó em chỉ cái hướng dẫn rồi à. uh, phân tích thêm về BTC thì em cũng đã nói với anh chị ở đầu video rồi uh, thì xui uh, xui thì target gần nhất là 5 đô đi 5 đô uh, uh, bây giờ nó sẽ đang có nhịp chỉnh mình thấy là lên tới đây là có nhịp chỉnh nó đang trong nhịp chỉnh này nè đây thì mình thấy nó cần phải có một cái nhịp chỉnh giữa xuôi thì nó phải cần có một cái nhịp chỉnh chỉnh đâu đó về đây về đây thì bay tiếp à mình thấy là một là nó chỉnh về về vùng này nó sẽ có hai vùng ha hoặc là từ đây chỉnh về về đây rồi nó bay tiếp à nó phải có nhịp chỉnh chứ không phải là bay như vậy được mọi người phải hình dung câu chuyện nó là như vậy không có cái gì tăng mãi được ha à ở linear linear layer 2 tới thời điểm hiện tại linear vẫn chưa ra token à, chưa ra token và hầu hết là ở các dự án trên layer 2 của linear đều bị giảm rất là mạnh à, nên là các bạn vẫn có thể là quan tâm một là sàn đất ở trên linear có linex rồi có nin à, à, hiện tại nin chưa có à, đợt đó là cũng ít khá khá nhưng mà target sâu quá thì thôi đợi à, đợi thôi rồi uh, mình sẽ thêm một vài cái đồng tôi cần mà anh chị có hãy xem nè anh chị nhìn trong cái uh, cái phần tăng trưởng ngày hôm nay thì anh chị thấy có ab đúng không ạ có brb có apa có alpha đi YDX, rồi abi 3 rồi có hot thì anh chị thấy uh, trong những buổi live lần trước em đã nói rồi thì những dự án nào nó chưa bay thì nó sẽ bơm thôi nên là bây giờ mình ngồi á thì mình có thể ngồi im mình đợi đợi nó bay nó không có gì khó cả mùa này là có đô đô nè đô đô cũng đang được quan tâm rất là nhiều ha nó là một cái sàn đất thôi nhưng mà được đầu tư bởi khói bay thì mùa này là thấy là mọi người nhắc tới đô đô nhiều nó level này anh coi hầu hết ngày hôm nay đều bay ha bay nhiều bay ít thôi đó mọi người nhìn nè nhìn trong cái cái tốt tăng trưởng nè à, nhưng mà hầu hết là có AB có đi quay là những đồng coi cũ hay là hot hollow chain nè đây hollow chain ha hollow chain mùa trước nó đẩy cũng ác lắm đó. À, mùa này vốn hóa cũng hơi cao. Đó là mọi người hình dung là những cái câu chuyện, câu chuyện của mùa trước thì tới mùa này nó vẫn, nó vẫn bay thôi, nó vẫn để mọi người quan tâm nhiều. À, Mxc dca được không em? À, Mxc, à, Mxc nó là một cái động tôi cần layer ba. Mỗi xe làm về layer ba. À, để em xem nó được listing ở trên Ok cái à, ở thời điểm hiện tại nha, à, rất là nhiều người hỏi là à, liệu có ôm được con này con kia không, thì mọi người cứ ôm những cái đồng coi nào cũ á, mua trước á, cứ ôm thoải mái. nhưng mà những cái đồng coi mới list à, ở thời này điểm hiện tại thì không nên, tại vì nó sẽ có nhịp chỉnh á. À, MXC ở xe nó đang nó đang đi say quay ở vùng này volume thì nó khá là thấp nhưng mà con này làm về layer ba mùa trước thì nó làm về IOT nhưng mà không hiểu sao nó chuyển hướng qua làm layer ba à, thì layer ba nó cũng là một cái thuật ngữ khá là mới ở trong uh, thị trường à, nên chị uh, nắm thì nếu đang hô thì cứ hô thôi à, còn hỏi msc hay là con mx mx bây giờ đang là ba đô à, mx tôi cần các 300 triệu đang 3,1 đô à, thì mx có thì cứ hô thôi nó là coi sàn volume ổn market cap cũng đang vùng này tương đối à, có điều là nó đang bị đi à, đi khá khá đó là về tổng quan quá là em update cho anh chị nè update cho anh chị là về uh, BTC ha. là cái plan của em á, hiện tại nó đang là như vậy đây với những anh chị vào sau à, thì cái plan của BTC á, thì em nghĩ là nó về vùng này uh, nó sẽ có một cái cú điều chỉnh à, cú điều chỉnh về sáu mươi lăm ngàn sáu mươi hai trăm sau đó thì nó sẽ bật tiếp lên để để test lại cái đỉnh cũ uh, test lại cái đỉnh cũ ở đây nè đó trong cái vùng này đây ha test lại cái đỉnh cũ ở trong vùng này đây mọi người nè đó đây thì cái biên độ dao động nó sẽ nằm trong vùng này đó thì sau khi nó phá đỉnh cũ nó phá đỉnh cũ thì cái vùng ngắn hạn nó sẽ lên 75.000 đô trước à, trước khi mà nó sẽ tăng trưởng tiếp thì em sẽ update theo cho anh chị ở, ở cái phần này à, thị trường nó đi như thế nào thì em sẽ like update à, có thể là cái view này nó chưa chính xác lắm nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em thấy nó nó cần có một cú điều chỉnh trước khi nó bay tiếp. À, các quỹ đầu tư giống như là BlackRock đó, họ vẫn đang gom rất là nhiều Bitcoin. ha Là mọi người phải hình dung cái câu chuyện là các quỹ đầu tư họ chấp nhận ở uh, gom Bitcoin ở cái vùng giá uh, từ 60.000 uh, thậm chí là uh, 65 tới 70.000. thì cái lý do nó như thế nào mà họ lại nắm như vậy và cái target kỳ vọng của họ là bao nhiêu? chứ không phải là một cái quỹ đầu tư họ sẵn sàng họ bỏ vài chục tỷ đô ra họ gom Bitcoin mà ở uh, Bitcoin giảm. Thì cái quỹ họ sẽ thu lỗ rất là nhiều Nên là không ai muốn như vậy cả Nên là cái target mùa này Bitcoin đâu đó thấp nhất Cũng phải là là 250 ngàn Tới 350 ngàn đô Thì nó mới là phù hợp đối với Bitcoin Nên là anh chị có thể là yên tâm Khi mà Bitcoin tăng á, thì hầu hết Nó sẽ kéo thị trường tăng theo à, Liệu rằng trong mùa này á Mình có may mắn mình lựa chọn được Một cái à, dự án Nó tăng trưởng ít vài chục lần hay không Thì thực sự là À, à rất là dễ để lựa chọn quan trọng bây giờ anh chị à, có dám hô tới vùng đó hay không thôi chứ còn mà để anh chị lựa chọn những đồng coi để anh chị hô thời điểm hiện tại nó đang giá rất là đẹp mọi người quay lại cái vùng giá anh coi thời điểm hiện tại so với vùng giá bit ở bitcoin 73.000 đô đi thì mọi người sẽ thấy là anh bitcoin nó đang tăng thôi chứ còn anh coi bây giờ á nó đã giảm rất là nhiều so với cái đợt tăng trước rồi ha, nên là nó sẽ tăng tiếp anh coi sẽ tăng tiếp và bitcoin nó sẽ tăng tiếp thôi à, nên là mọi người á, em có like như vậy á, để em à, động viên mọi người thôi đừng có đu theo những cái dự án mới đừng có đu theo meme coi mà mình hãy tập trung vào những cái dưới thứ dài hạn tại vì mình không thể nào chiến thắng thị trường được trong ngắn hạn đâu mà mọi người bắt buộc là mọi người phải mọi người phải Uh, mọi người phải đầu tư trong dài hạn thì lúc đó nó mới uh, đem lại được cho mọi người cái target và cái lợi nhuận nó đáng mong đợi chứ còn bây giờ mình tập trung vào những cái thứ ngắn hạn quá thì chắc chắn là mọi người sẽ bị mất tiền thôi đó là cái lời khuyên thực sự em dành cho anh chị à nên là anh chị có thể là ở cân nhắc ở làm sao để mình có thể là lựa chọn ra những cái đồng coi để mình nắm giữ và cái niềm tin của mình thì niềm tin uh, về thị trường của mình À, nó luôn vững, à, đừng có nghĩ là uh, nó đau trên uh, hay là nó uh, nó sẽ giảm mạnh nữa. Và bây giờ anh coi đang ra rất là đẹp và mọi người lựa chọn làm sao để mọi người hô cho nó hợp lý thôi à, và cơ cấu vốn như thế nào à, để mình có thể là có lợi nhuận ở trong thị trường. À, rồi thì em sẽ kết thúc cái buổi like tại đây à, và nếu anh chị nào mình chưa có tài khoản bay biết tài khoản OKX tài khoản bài nên thì mình có thể là nhấn vào đường liên bên dưới đăng ký đồng hộ tim ha à, và nếu mà muốn thảo luận thông tin hay là có những cái update thông tin mới nhất từ em á thì anh chị có thể là follow uh, uh, facebook hay là telegram hay là twitter à, thì em sẽ luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất thị trường ở trong đó rồi thì cái video mới nhất uh, video của em tới là hết xin chào tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau